Dạ xin chào cô chú anh chị nha Hiện tại thì em đang có mặt ở ngay sau nhà này Và trước màn hình anh chị đây chính là bốn con bò được sữa nha anh chị Thì bốn con bò này á, thì nó từ 3 tháng cho đến là 3 tháng rưỡi tuổi nha Đó nó đang ăn rôm nha anh chị Thì những cái con bò này á, thì nó đã cứng bò rồi nha anh chị Nó đã biết ăn rôm nè, ăn cỏ và cũng đã biết ăn cắm bò luôn nha cô chú anh chị Đó thì bốn con bò này á, thì theo quan sát kiểm tra của em á Thì chăn cẳng trước sau thì tất cả là đứng thẳng hết nha anh chị đó hoàn thiện ha tất cả là móng sò nha để em quay về dàn mặt mày nói cho anh chị mình coi ha tất cả bốn con nè mặt mày anh chị Sáng mặt sáng lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh ha bốn con bò này anh chị quan sát dùm em ha nó đang rôm nha anh chị bò này thì nó đã cứng bò đó nên là cô bé anh chị mình á muốn mua thì cứ liên hệ cho em ha đó rất là đẹp nha anh chị thì bốn con bò này thì anh chủ nhà bán đồng giá sang cả nha anh chị là bốn triệu rưỡi một con ha bốn con thì với mức giá là 18 triệu nha anh chị 18 triệu cho bốn con bò đực sữa này ha rất là đẹp nha anh chị con nào cũng đẹp hết nha đó em quay để cho cô chú anh chị mình quan sát nè từ trang móng nè đó đứng hẳn hết nha cô chú anh chị ha rất là đẹp nha anh chị ăn rôm thì anh chị khỏi lo nha ăn rôm gì sao con nào cũng ăn rôm hết nha anh chị bốn con đều ăn hết nha thì nếu như mà anh chị muốn mua sữa mình dặm thêm á đặng cho nó mau lớn thì vẫn được nha còn những cô chú cho em mình học mình không có sữa thì mình có thể là mình cho ăn cắm bò đều được nha tại vì bò này thì nó cũng lớn tháng rồi nha anh chị nó biết ăn hết rồi ha đó cứng bò cho cô chú chị mình luôn ha 18 triệu cho bốn con được sữa này nha anh chị thì nếu như mà cô bác anh chị mình cần xa và mình muốn mua bốn con được sữa này á mình đem về mình nuôi bò quéo thì anh chị có liên hệ trực tiếp ngay xuống khỏi cho em ha thì anh chủ nhà có nói em á thì nếu như mà anh chị muốn mua hết cái lô bò này á thì anh sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây số nha anh chị. Từ Củ Chi nè, ở Hóc Môn nè, rồi ở Tây Ninh nè, Bình Dương nè, Long An nè, từ Đức Hòa, Đức Hòa ấy, cứ trong phạm vi là 50 cây á thì anh sẽ bao xe về tận nhà cho cô chú cho em mình gần xa ha. Đó và em nhắc lại lần nữa cho anh chị ha là tất cả bốn con bò này thì tất cả là nghiêm chỉnh hoàn thiện hết cho cô chú cho em mình ha thì cô chú cho em mình muốn mua bốn con bò này mình đem về nuôi bộ béo ấy, thì anh chị có liên hệ trực tiếp ngay xuống khỏi cho em ha và thôi của đeo này ấy, thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình của em luôn ha thì anh chị thấy hay và có thiện chí muốn mua thì anh chị có alo liền tay xuống điện thoại em để cho mình nha còn bây giờ em chào cô chú anh chị luôn nha